Trending video. Anh Cội, em đã hoàn toàn thay đổi rồi, anh cũng thay đổi đi. Nhưng anh phải thay đổi cái gì chứ? Anh làm anh rể, làm cha và làm chồng không được tốt sao? Vấn đề của anh chính là anh đã làm một người chồng quá tốt, làm cho chị của em ngay cả thời gian thở phào cũng không có. Anh à, anh đã cố gắng để cho mình trở thành một người chồng rất tốt, hạ thấp tư thái để cho bất kỳ ai cũng không tìm ra được khuyết điểm của anh. Nhưng mà kể từ khi em tới Bắc Kinh á, ngày đầu tiên sống trong căn nhà này, em mới biết được chỉ cần chuyện gì do anh quyết định, dù chị em có ý kiến khác, anh cũng sẽ tìm mọi cách để cho chị ấy đồng ý theo mà, có phải không? Anh à, anh đừng có mà phủ nhận. Chuyện này á, cả em cũng nhận ra, thì anh đừng giả bộ nữa. Hơn nữa anh là một người cha rất tuyệt, anh còn cưng con gái thì thật sự không có ai bằng hết. Còn hơn cả ba em cưng em lúc còn nhỏ nữa đó. Hơn nữa là anh đặc biệt chú ý tới việc Dora hồi đáp và tương tác với anh, nên anh đã tìm đủ mọi cách để dẫn dắt con bé để cho nó tốt hơn. Cho nên Dora mới trở nên mẫn cảm như vậy. Vậy ý của em muốn nói anh giống như một người mua mua? Không phải em có ý đó nha. Em chỉ là cảm thấy rằng á, anh muốn làm cho gia đình này hoàn toàn sống theo ý chí của anh. Nhưng mà anh à, chị của em á, cũng là một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Điểm này á, khi mới yêu chị á, thì anh cũng biết mà. Chị em mà có chuyện gì á, cũng chỉ là cứng rắn bên ngoài. Còn anh thì khác. Anh là một cao thủ thái cực, cho nên chị của em á, chỉ có thể bị anh dắt mũi đi. Nhưng mà đối với chuyện sinh đứa thứ hai này á, chị của em không muốn thỏa hiệp, cho nên hai người mới trở thành tình trạng như bây giờ. Anh à, không phải là em muốn bênh vực chị em đâu. Có đúng á, là chúng ta nên suy nghĩ lại không? Đối với chuyện muốn sinh đứa thứ hai này, anh có thực sự đứng ở góc độ của chị em nghĩ cho chị ấy không? Duy nhất, anh cứ luôn nghĩ em vẫn là trẻ con. Nghe em nói như vậy, anh thấy em nhìn nhận vấn đề có phần thấu đáo. Trẻ con thì qua một đêm cũng sẽ lớn lên mà, và cũng biết suy nghĩ hơn. Vậy những người lớn của các anh nghĩ là mình trưởng thành chín chắn lắm rồi, nên không cần suy nghĩ sao? Nhất là đổi vị trí suy nghĩ. Vậy thì trong mắt em, anh không có điểm nào được sao? Không phải như vậy nha. Anh là một người anh rể, có thể nói hoàn mỹ luôn đó, hoàn mỹ nha. Một ông anh hoàn mỹ. Tương Ngân à, chuyện sinh đứa thứ hai đã gây cho em nhiều áp lực rồi. Có kiểu tình yêu được gọi là em.